Rồi. Bà con và các bạn thân mến, vào ngày 16 tháng 1 năm 2014, tại đây, Ủy ban Nhân dân xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn sẽ tổ chức ngày hội Internet tại xã Trùng Quán. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nhằm nâng cao sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill Gates tài trợ. Đến với ngày hội này, bà con và các bạn sẽ được hướng dẫn sử dụng máy tính và Internet miễn phí, tìm kiếm các thông tin thiết thực cho hoạt động sản xuất cũng như các thông tin cập nhật về tình hình thời sự, văn hóa, vân vân trong cuộc sống hàng ngày của bà con. Bên cạnh đó sẽ có những chương trình biểu diễn văn nghệ và trò chơi về máy tính và Internet với phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức. Trong thời đại ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng phát triển, trong đó phát triển mạnh mẽ nhất phải kể đến đó là Internet. Với những ưu thế vượt trội, Internet từ khi ra đời đến nay luôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội.